trực tiếp U23 Australia 0-1 U23 Saudi Arabia, hiệp 1 vé chung kết gọi tên ai. Trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Australia U23 Saudi Arabia hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Huấn luyện viên Australia, đây là trận đấu ngang cơ. Huấn luyện viên Trevor Morgan của U23 Australia chia sẻ, đây là trận đấu ngang cơ. Saudi Arabia chưa thủng lưới, còn chúng tôi cũng mới chỉ lọt lưới một bàn. Chúng tôi cần phải cố gắng khai thác điểm yếu của họ. Một giờ trước huấn luyện viên Saudi Arabia, chúng tôi sẵn sàng đương đầu thử thách. Huấn luyện viên Saad Ansari cho biết, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Australia. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ càng về tinh thần và thể lực. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với thử thách từ Australia. Đội hình xuất phát U23 Australia vs U23 Saudi Arabia. U23 Australia, Gossi, Miller, Rick Baguello, Cody Perkin, Boss, Nisbet, François, Pepian, Nazarin, Brook, Kuhn. U23 Saudi Arabia, Nawab, Hamad, Hassan, Khalifa, Motep, Ayman, Ham, Awad, Hassan, Haitham, Ferus. Phút 1 trận đấu bắt đầu. Phút 3 U23 Australia kiểm soát trận đấu. U23 Australia kiểm soát trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, lối chơi vây giáp của U23 Saudi Arabia khiến họ gặp khó khăn. Phút 9 không vào, Rami Nazarin nhận bóng bên cánh trái. Cầu thủ này tung ra cú sút chìm. Bóng đi chệch khung thành của U23 Saudi Arabia trong gang tấc. Phút 11 vẫn không vào. Từ pha đá phạt góc, bóng tới chân của Kusini Engi. Cầu thủ này xoay người rất nhanh, sút chệch cột dọc. Phút 11 Haitham Asiri chấn thương. Cầu thủ Haitham Asiri của U23 Saudi Arabia đã dính chấn thương nặng và phải rời sân trên cáng. Phút 17 U23 Australia thường xuyên câu bóng bổng. U23 Australia đang sử dụng khá nhiều đường treo bóng bổng. Họ muốn tận dụng lợi thế thể hình để đánh bại đối thủ. Phút 19 vào, U23 Saudi Arabia không tấn công nhưng bất ngờ có bàn thắng. Fire Anburaikan thực hiện đường truyền cho Hassan Adesa băng vào dứt điểm tung nóc lưới U23 Australia. 1-0 cho U23 Saudi Arabia. Phút 26 U23 Australia chưa thể đẩy cao tốc độ. U23 Australia chưa thể đẩy cao tốc độ trận đấu vì U23 Saudi Arabia vây giáp khá tốt. Phút 30 bóng đập xả ngang. Thủ môn của U23 Saudi Arabia băng ra đấm bóng lối. Tyus François tung ra vô lê rất căng. Đáng tiếc, bóng lại đi vào xà ngang. Phút 36 thẻ đỏ cho Australia. David Baguello đã đá vào đầu của cầu thủ U23 Saudi Arabia trong pha phá bóng. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ này. Phút 40 U23 Australia thay người. Trong bối cảnh thiếu người, U23 Australia buộc phải thay người. Tiền đạo đang thi đấu khá hay là Kusini Engi rời sân nhường vị trí cho trung vệ Jordan Cody Perkin. Hiệp 1 kết thúc tỷ số 1-0 Ả Rập Xê Út tạm dẫn trước. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.